Shop gốm Nhật Qua Giấy xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay shop sẽ lên một số sản phẩm phục vụ cho mục đích sưu tập và gia dụng. Và bắt đầu kể từ tuần này thì shop sẽ up video vào thời gian là 19:30 mỗi ngày, tức là 7:30 tối mỗi ngày, để các anh chị có thể là tiện cho việc theo dõi. Quý anh chị mua hàng xin vui lòng chọn mã sản phẩm là chữ H có số đứng liền kề, số phía sau là giá của sản phẩm. Xin lưu ý giá chưa bao gồm phí ship. Quý khách liên hệ với shop qua số điện thoại 0979 637 554. Quý khách vui lòng chọn qua tin nhắn của Zalo hay là số di động, hoặc là điện thoại trực tiếp qua cái số Zalo hay số di động, để tránh cái trường hợp mà các anh chị chọn qua cái bình luận ở ngoài ngoài YouTube đó, thì có thể là bên máy anh chị sẽ nhìn thấy nhưng mà bên máy của shop đôi khi lại không nhìn thấy hoặc là nhận được rất là trễ. Cho nên shop sẽ ưu tiên cho các anh chị chọn qua tin nhắn của Zalo hay là số di động. Quý khách vào xem video xin vui lòng nhấn like, đăng ký và chia sẻ để nhận được những thông báo mới nhất về những video mới. Xin trân trọng cảm ơn. Sản phẩm đầu tiên đó là hai cái ly uống trà. Hai cái ly này các anh chị hay gọi là gốm mộc, nhưng mà cái ly này nó thuộc cái dòng gốm Sino, hay gọi là Sino men tiết đó. Cái này nếu mà nó rạn một tí nữa thì nó trở thành cái dòng Onishino, với cái kiểu men nhìn rất là ấn tượng, giống như là băng mà nó phủ trên cái nền dung nham của núi lửa vậy đó, nhìn rất là độc đáo. Và nó vẽ cái hoa, cái thường đây là cỏ lau rất là tinh tế, đáy có ấn triện của nghệ nhân, cốt dày rất là nặng. Ly này bên ngoài thì nhìn nó độc đáo hơn trong hình rất là nhiều. Cái ly còn lại đó thì cái dáng nó rất là độc đáo, dáng thấp, khá hiếm gặp cái dáng này. Dáng thấp và nó không có cái trôm. Chúng ta thấy nè, cái đáy nó liền luôn. Đây là cái ấn triện. Những cái dạng này nó chỉ cần nó rạn một tí nữa thì nó sẽ trở thành cái dòng Oni. Cái ly cao là nó cao 5. Đường kính 6.8 gần 7, còn cái ly thấp thì nó cao 4. Đường kính miệng là 7, mã sản phẩm là H1, giá 120k trên cái. Những cái dòng này thì các anh chị chơi trà rất là thích và đánh giá rất là cao. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái chậu gốm thuộc cái dòng Kiyosaki. Chậu này nó vẽ hoa rất là tinh tế, đặc biệt là cái họa tiết nó được vẽ nổi, được vẽ nổi trong ngoài rất là tinh xảo trên cái nền men rạng, với cái màu men cũng rất là tinh tế. Đây, đáy có ấn triện âm vào trong cái cốt gốm. Cái chậu này dùng làm cái an cũng được, cái an đựng nước trên bàn trà cũng rất là đẹp, hay là dùng như cái gạt tàn. Cao 6.5, đường kính 9.5, mã sản phẩm là H2, giá 120k. Tiếp theo đó là một cái sản phẩm, bộ sản phẩm rất là đẹp. Bộ này nó thuộc cái dòng gốm Misako, cái dòng gốm rất là nổi tiếng. Giờ cái đế nó hơi nhỏ. Này do cái đáy nó không bằng, cái mặt cỏ nó không bằng. Dòng này thì nó đặc trưng bởi cái màu men, cái cốt gốm và đặc biệt là cái họa tiết này. Chúng ta thấy trên cái thân của cái họa tiết này nè, nó được khắc tạo thành cái hoa văn nhìn rất là hay. Hoa văn này nó được khắc âm vào cái cốt gốm. Và ở đây nó điểm những cái vệt men nhìn rất là ngẫu hứng. Cái dòng này đặc biệt là cốt dày, nặng, cực kỳ chắc chắn. Đây chúng ta thấy triện rất là đẹp, cái dáng rất là hay. Dáng này nó gọi là cái chẳng trà nè, nhìn rất là hay. Cái này các anh chị có thể là chúng ta dùng để kê cái chén trà, kê cái chén trà hay là chúng ta kê cái ấm trà đó thì rất là đẹp. Cái dĩa này cái chân nó cao 4.5, đường kính 14.5, mã sản phẩm là H3, giá 70k trên cái. Shop có 4 cái. Thank you.
Sản phẩm tiếp theo đó là hai cái tô men lam xưa. Xưa cũng được hay là cổ cũng được. Cái này thì nó chuẩn xưa, rất là sâu tuổi. Đặc biệt là cái kiểu men này nè rất là hiếm gặp. Hai cái tô này nó vẽ một cái gọi là thập đại cảnh quan, tức là 10 cái cảnh đẹp ở núi Phú Sĩ, Phú Sĩ thập đại cảnh quan. Họa tiết nó được vẽ cực kỳ tinh xảo, được vẽ tay. Chúng ta thấy là cái cội liễu rủ đó vẽ rất là đẹp, với cái thác nước chúng ta thấy không, vẽ rất là phiêu luôn. Chúng ta thấy cái hình ảnh thác nước này nè, vẽ cực kỳ phiêu, nét vẽ cực kỳ mềm mại, rất là đẹp. Và đặc biệt chúng ta thấy nè, cái đáy nè rất là sâu tuổi, cốt cũng vậy. Cái tô này thì cái vành nó có cái vết rạn cũ như thế này, nhưng mà bên cái phần này ở đây rất là hiếm gặp cái tô nó đẹp như vậy. Chúng ta thấy cây liễu vẽ rất là đẹp, và những cái thác nước chúng ta thấy không, cái nét vẽ cực kỳ mềm mại. Tô này nó chuẩn cổ, cực kỳ sâu tuổi, rất là đẹp. Tô này nó cao 4.5, đường kính là 14 năm, mã sản phẩm là H4, giá 300k trên cái. Với những cái sản phẩm xưa mà những cái vết tóc như vậy thì nó không đáng kể. Chúng ta thấy ngay cả bảo tàng thì những cái sản phẩm xưa cổ nó vẫn tóc hay là mẻ vẫn là cái chuyện bình thường, đa số nó dùng để trưng bày. Và một cái sản phẩm tiếp theo là một cái sản phẩm rất là đặc biệt, một cái cha quan, một cái chén trà của Nhật, nhưng mà nó thể hiện rõ cái phong cách của Việt Nam. Những cái chén này nè, nó gọi là cái chén An Nam Steel trong cái tiếng Anh đó, hay là ở tiếng Việt chúng ta nó gọi là cái phong cách An Nam. Nhìn vào thì chúng ta thấy nó mang rất là đặc trưng của cái gốm Bát Tràng cổ. Nhưng mà cái màu men của cái gốm này nè, nó không có trắng như Bát Tràng. Chúng ta thấy nè, cái phong cách gốm Việt cổ nó thể hiện rõ ở đây. Đây, cốt dày nặng, nhưng mà cái kiểu men và cái cốt gốm thì nó vẫn là đặc trưng của Nhật. Vào thế kỷ 17 đó, thì 16-17 thì người Nhật họ đã giao lưu với Việt Nam chúng ta, và họ cũng đã tiếp thu cái văn hóa gốm sứ của Việt Nam về, họ tạo ra một cái phong cách gốm riêng của họ gọi là cái phong cách An Nam. Và nó thể hiện rõ nhất là trên những cái chén trà, đặc biệt là trên những cái cha quan. Cái chén này nó cao 7.5, đường kính 11 năm, mã sản phẩm là H5, giá 250k. Cái chén này nó nằm ở dòng sản phẩm xưa, sâu tuổi. Tiếp theo là một cái sản phẩm rất là độc đáo. Hai cái cốc ở ngoài miền Bắc gọi là cốc gốm, còn ở trong miền Nam gọi là cái ca hay là cái ly có quay. Ly này thì cái size nó to, cái thước nó to, giống như cái ly bia đó anh chị, nó nhỏ hơn, nó ốm hơn ly bia một tí. Bên ngoài nó đó, cái màu nó thì nó giống bizen, nhưng mà cái này nó thuộc cái dòng gốm, nó phủ men chứ không phải là bizen. Và ở đây chúng ta thấy là cái vết ấn ngón tay của nghệ nhân nè, để tạo nên cái vết lõm này, nhìn rất là duyên dáng. Cái quai làm cũng rất là đẹp, rất là hiếm gặp cái này. Những cái sản phẩm này chúng ta đề co trưng bày sử dụng hay là chúng ta cắm hoa đều rất là đẹp, cực kỳ đa năng. Ly này nó cao 10.5, đường kính miệng là
6.5, tính luôn kawaii nó rộng là 11.5, mã sản phẩm là H6, giá 200k trên cái. Tiếp theo là một cái sản phẩm rất là đặc biệt, một cái bộ dĩa men lam xưa, hay gọi là cái dòng men lam cổ đó, rất là đẹp. Cái dĩa này cái dáng nó rất là hay và lồng nó vẽ hoa cùng với cái họa tiết được vẽ hoàn toàn thủ công rất là tinh xảo. Chúng ta thấy cái lớp lưới bên dưới này nè, giống như là hoa mà nở trên cái mảng cỏ vậy đó. Cái mảng cỏ này nè, nó được vẽ cực kỳ công phu. Chúng ta thấy nè, những cái đường giống như đường cái gân lưới á, li ti vậy đó, cực kỳ công phu. Và chúng ta thấy nè, hoa được vẽ rất là đẹp, cái màu men lam bên ngoài nó đẹp hơn trong hình rất là nhiều, cực kỳ đẹp, vẽ toàn thân trong ngoài rất là công phu. Và ở đây chúng ta thấy nè, cái chuyện kiểu cái nấm linh chi đó là nó tương đương với cái đời Khang Hy đó, nhưng mà thật ra thì cái này thì nó nằm khoảng cái thời Meiji, rất là sâu tuổi, nó nằm khoảng thế kỷ 10, cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19. Dòng này nè, cái chuyện này nè, rất là đẹp. Đây đây cái một cái dĩa nó có cái vết mẻ như trên hình như thế này, xốp kê cận lại để các anh chị thấy, nhưng mà nó không ảnh hưởng đến thẩm mỹ hay là chức năng. Những cái dĩa này các anh chị về trưng trên cái kệ nhỏ, cái đế nhỏ như thế này nè, hay là các anh chị bày với cái bộ trà men lam đó thì rất là đẹp. Hiện tại thì chúng ta rất hiếm gặp những cái sản phẩm này. Những cái sản phẩm như thế này thì shop sưu tầm cách đây khoảng hơn 6 năm trước đó, đến bây giờ mới còn lại, chứ bây giờ thì không thể nào tìm được những cái sản phẩm men lam như thế này. Cái dĩa này vành nó cao 2, cái đường kính thân của nó là 12 năm, cái đường kính miệng nó nhỏ hơn tí là 11 năm. Mã sản phẩm là H7, giá 200k trên cái, shop có 4 cái. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái thố Arita. Cái thố này thì nó hay gọi là cái thố ngũ sắc nè. Cái thố này chất liệu của nó là sứ, trên thân nó vẽ hoa mẫu đơn, họa tiết nó được vẽ tay với phong cách rất là độc đáo. Một nửa đóa hoa nằm ở dưới thân và một cái nửa đóa hoa nó nằm ở bên trên cái nắp. Cái bút pháp rất là điêu luyện, rất là đẹp. Đây, đáy nó có ấn truyện ký tay của dòng Arita. Cái cốt sứ cũng như cái nước men rất là đẹp. Cao tính luôn cái nắp á, là 7. Cái đường kính của thân là 12. Đường kính miệng là 8.5. Mã sản phẩm là H8, giá 250k. Tiếp theo là một sản phẩm rất là độc đáo, một cái ly gốm Mino rất là đẹp. Này là Sino Mino chứ không phải Sino, rất là đẹp, cực to, nó to như cốc bia đó các anh chị. Đặc biệt là cái kiểu men nhìn rất là ấn tượng. Cái kiểu men này hay gọi là cái kiểu men thiên mục long thỏ nè, nhìn rất là độc đáo. Và đặc biệt là cái màu men hỏa biến nè, nhìn rất là ấn tượng, cực kỳ ấn tượng. Những cái ly này được chế tác hoàn toàn thủ công, cốt dày cực nặng, nặng lắm, ly này nặng khủng khiếp. Thường thì cái truyện nó nằm ở đây hoặc dưới đây nè, nhưng mà những cái ly này chúng ta sẽ không thấy được cái truyện do nó men phủ hết trơn. Và ở đây chúng ta thấy nè, ngay cả bên trong nè, cái men nó phủ cả bên trong nè, nhìn rất là ấn tượng luôn, nặng khủng khiếp. Cái ly này chúng ta decor trưng bày thì rất là đẹp. Một số anh chị thì dùng làm cái dụng cụ cắm bút trong thư pháp. Ly này nó cao 10, đường kính là 8.5.
cái dòng thân của nó là 28, mã sản phẩm là H9, giá 150k. Tiếp theo là một cái sản phẩm rất là đẹp, một cái dĩa gốm cực to, cái dĩa gốm rất là to, tạo hình một cái chiếc lá, một cái dĩa gốm mộc tạo hình chiếc lá nhìn rất là hay. Trên thân nó có những cái vòng xoắn ốc, hay gọi là những cái vòng dấu thiền đó, tức là nó thể hiện cái sự kéo dài vô tận. Cái dĩa này thì các anh chị dùng để trưng bày hay là chúng ta dùng làm cái khay trà đó thì rất là đẹp. Dùng làm một cái khay trà to thì rất là đẹp, do cái đáy nó phẳng. Ở dưới đáy nè, nó quét cái dấu thiền nè, nhìn rất là độc đáo. Dĩa này nó còn mới nguyên, còn cái ấn, cái mạc của cái dòng Arita. Dĩa này đường kính nó là 31 năm. Mã sản phẩm là H10, giá 350k. Sản phẩm tiếp theo, hai cái dĩa men lam xưa, cái dĩa hình thuyền, hai cái dĩa men lam xưa hình thuyền rất là độc đáo. Cái dáng này là dáng thuyền và lồng nó vẽ long mã. Long mã là một cái con vật linh, linh vật trong cái văn hóa phương Đông, và long mã này đang cưỡi mây. Họa tiết được vẽ rất là đẹp, vẽ thủ công rất là đẹp. Đây, chúng ta thấy ấn truyện xưa nè, cốt này chuẩn xưa, những cái nốt ruồi nè, những cái vết oxit sắt đó. Hai cái dĩa này thì nó lành, rất là đẹp. Dĩa này cao 4, dài 15, rộng 11, mã sản phẩm là H11, giá 250k trên cái. Rất hiếm gặp cái sản phẩm mà vẽ lông mã đẹp như thế này. Sản phẩm tiếp theo, là một cái tô men lam rất là đẹp. Một cái tô men lam rất là đẹp. Cái tô này đặc biệt là nó rất là dày, và cái dáng nó là cái dáng cao, cái dáng nó cao thanh. Khá là hiếm gặp cái dáng này, cái dáng này rất là cao, bên ngoài chúng ta thấy nè, cái dáng rất là cao. Và nó vẽ cái chủ đề là Trúc Lâm Thất Hiền với một cái phong cách rất là hay. Và cái họa tiết này nè, nó được vẽ trong ngoài cực kỳ tinh xảo và công phu. Nó vẽ cả bên trong lẫn bên ngoài, ở đây nó bị chá cái đèn. Bên trong nó vẽ đẹp hơn bên ngoài. Bên trong chúng ta thấy đó, ở giữa là một cái hình hoa văn truyền thống, vẽ tay rất là công phu luôn, cực kỳ công phu. Và ở đây chúng ta thấy nè, cái nét vẽ nè, rừng thông, và bên đây là những cái tán trúc. Đây là hai người nè, bên đây tiếp tục là hai người, chủ đề Trúc Lâm Thất Hiền. Rất là đẹp. Cái màu men nó cũng đẹp nữa các chị, màu men lam này rất là đẹp, cực đẹp. Dĩa này bên ngoài nó đẹp hơn trong hình rất là nhiều. Đáy có ấn truyện, cái dòng này rất là hiếm gặp. Cái này nó của cái dòng Arita, cao 9, đường kính 18, mã sản phẩm là H12, giá 400k.
Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bộ dĩa men lam. Một cái bộ dĩa men lam xưa rất là đẹp. Một cái bộ dĩa men lam xưa, chuẩn xưa rất là đẹp. Vẽ một cái tích xưa. Họa tiết được vẽ cực kỳ tinh xảo và công phu. Chúng ta thấy cái màu men lam rất là đẹp nè. Màu men lam đặc trưng của cái dòng men lam cổ của Nhật nè, rất là đẹp luôn. Để ngày sáng các anh chị mới thấy. Nét vẽ rất là tinh xảo. Đây, chúng ta thấy cái hoa văn đặc trưng của Nhật nè. Cốt chuẩn xưa. Cực đẹp. Đường kính của dĩa này là 11 và sản phẩm là H13, giá 150k trên cái. Shop có 5 cái. Những cái sản phẩm này thì hiện tại các anh chị rất là hiếm gặp, khó để tìm lắm. Những cái sản phẩm này là shop đã sưu tầm cách đây hơn là 6 năm mấy 7 năm rồi mới còn, chứ hiện tại thì nếu mà chúng ta hàng tiễn luôn cũng không có nữa. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái ly trà gốm. Nó thuộc một cái dòng rất là đặc trưng của Nhật này. Cái dòng là gia đình thỏ vui vẻ. Cái dòng này thì nó có hai dòng sản phẩm, một dòng sản phẩm mới và một cái dòng sản phẩm nó xưa. Cái dòng này nó thuộc cái dòng sản phẩm xưa nè. Họa tiết nó là những cái gia đình thỏ với những cái biểu tượng, những cái biểu hiện và những cái bài thơ ngắn của Nhật nhìn rất là dễ thương. Họa tiết được vẽ hoàn toàn thủ công với phong cách rất là độc đáo, vui nhộn. Đáy có truyện ký của nghệ nhân, truyện ký tay rất là đẹp. Ly này nó cao 5.5, đường kính 6.5, mã sản phẩm là H14, giá 120k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái ly trà gốm rất là đẹp. Một cái ly trà gốm mộc. Tạo hình nhìn rất là ấn tượng. Vòng quanh là vẽ một cái dây nho. Đặc biệt là chúng ta thấy nè, cái thân của cái ly này nè. Giống như là một cái miếng gốm được cuộn lại và được cái nghệ nhân họ dùng ngón tay họ ấn cố định lại như thế này. Chúng ta thấy nè, nó tạo giống như một cái ghế sách vậy đó. Nhìn rất là hay. Và ở trên thân nè, nó có một cái vệt được khắc giống như cái dây nho đó, nó được khắc vòng quanh cái thân gốm rất là uyển chuyển. Và nó phủ một cái lớp men trắng, bên trên là hai bên trên dưới là một cái viền men màu xanh, nhìn rất là hay. Lồng nó phủ men trắng nhìn rất là độc đáo, cực kỳ ấn tượng. Có thấy nè, nó tạo hình méo mó nhìn rất là hay, cực kỳ độc đáo. Đáy có ấn triện, cốt dày nặng. Những cái sản phẩm này chúng ta trưng bày hay sử dụng đều rất là độc, nó gọi là những cái sản phẩm độc bản, không có cái thứ hai giống vậy. Cái ly này cao 7, đường kính 6.5, mã sản phẩm là H15, giá 120k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái thố. Cái thố ngũ sắc. Nó thuộc cái dòng Kozan. Kozan là một cái phân nhánh của cái dòng Arita, giống như là một cái gia tộc của cái vùng Arita vậy đó. Arita là nó là một cái vùng chuyên sản xuất gốm sứ, trong đó nó có nhiều gia tộc. Đây là cái gia tộc Kozan. Cái này nó thuộc cái dòng thố ngũ sắc nè, nhưng mà cái này nó ngũ sắc xanh, nó có ngũ sắc xanh, ngũ sắc đỏ, ngũ sắc vàng. Đây là cái ấn triện của cái dòng Kozan. Đây. Cái dòng này thì cái đặc trưng với cái cốt sứ rất là tốt. Men bóng đẹp. Cái thố này cao 10.5. Đường kính là 13.
tính không tính nắp là cao 7. Mã sản phẩm là H16, giá 200k. Sản phẩm tiếp theo là một cái sản phẩm rất là độc đáo. Một cái dĩa hình chữ nhật rất là dài. Cái thân dĩa đó, ở lòng dĩa này nè, nó tạo hình gợn sóng giống như là một cái mặt núi gập ghềnh vậy đó. Và trong lòng nè, nó vẽ một cái rừng. Một cái khu rừng. Nhìn rất là hay, họa tiết được vẽ hoàn toàn thủ công, vẽ tay đó, cực kỳ tinh xảo. Một cái khu rừng mùa xuân với cây cối rất là tươi tốt. Ở trên này nó có ấn truyện nè. Và dưới đáy này nó cũng có ấn truyện. Cốt dày nặng, cốt sứ tốt, men bóng đẹp. Dĩa này nó dài 24. Nó rộng 9.5, 9.3. Mã sản phẩm là H17, giá 150k. Tiếp theo là một cái sản phẩm rất là độc đáo. Một cái dĩa gốm mộc. Cái dĩa gốm mộc rất là đẹp. Dĩa này nó theo shop thì nó thuộc cái dòng Karasu, cực kỳ đẹp. Ở trên vành đó nó điểm những cái vệt men nâu, cái men xanh, lồng nó vẽ một cái cây hoa rất là đẹp, rất là độc đáo. Cái này các anh chị trưng bày giống như một cái bức tranh vậy đó. Cái hay các anh chị sử dụng như một cái dòng trà, những cái ấm gốm mộc các anh chị sử dụng, những cái ấm hao hin đó các anh chị sử dụng mà bày với cái dĩa này thì rất là đẹp, do cái đĩa này cái lọc nó sâu. Chúng ta thấy nè, cái đáy nó nè, cực kỳ đẹp. Cái đáy nó được làm như cái gân lưới vậy đó. Cái này không phải mang các chị mà nó quét những cái vết nhựa thông đó. Ở đây chúng ta thấy những cái đáy này còn cái dấu vân tay của nghệ nhân khi mà quá trình tạo hình nè. Cái dấu vân tay nghệ nhân họ tạo hình như thế này nè, họ nặng tạo hình nè, còn cái dấu vân tay của nghệ nhân. Và ở đây chúng ta thấy nè, cái ấn truyện, cái truyện ký nó giống như thư pháp đó. Những cái dĩa Nhật á nó độc đáo ở chỗ các anh chị có những cái dĩa đó. Các anh chị trưng có thể là trưng được hai mặt, mặt sau hay mặt trước các anh chị đều trưng được. Những cái người theo phong cách mộc mạc thì họ trưng cái mặt này nè, còn những cái người theo cái phong cách tinh tế thì họ trưng theo cái mặt này, rất là độc đáo. Ở Việt Nam chúng ta gọi những cái sản phẩm này là sản phẩm vuốt tay cao 4.5, dài 20, rộng 19.5. Mã sản phẩm là H18, giá 200k. Tiếp theo là một cái bộ sản phẩm rất là đẹp. Một cái bộ thố. Bộ này là thố sứ rất là đẹp, cái dáng rất là hay. Nó có cái nắp, nhìn rất là độc đáo. Và cái đặc trưng của Nhật đó là mỗi thố nó mang một cái màu sắc khác nhau. Nó phủ men kiểu lông thỏ. Men này gọi là men kiểu lông thỏ nè, rất là đẹp, với cái nước men rất là bóng. Bên trong nó có cái dụng cụ nó cà wabi sabi đó. Cà wasabi đó, tức là cà mù tạt á. Chúng ta thấy men nó phủ cả trong lòng, rất là đẹp. Cốt dày rất là nặng. Những cái thố này nè, cốt dày rất là nặng. Chúng ta thấy cái màu men tím nè, rất là đẹp.
Cái thố này tính cả nắp luôn nó cao 9.5. Đường kính miệng của nó là 8. Đường kính thân của nó to hơn, nó to từ đáy nó nhỏ dần lên miệng. Mã sản phẩm là H19, giá 120k trên cái. Tiếp theo là một cái sản phẩm rất là độc đáo, một cái tô gốm mộc rất là đẹp. Dáng rất là hay. Nó cái men nó giống như cái men hoa tiêu đó các anh chị. Đây chúng ta thấy nè, nó có điểm những cái vệt đen nè. Trên cái nền men nó giống như tuyết vậy đó. Và đặc biệt nè, trên cái vành của tô này nè, nó được mạ vàng. Nó được mạ vàng rất là tinh tế. Nó tạo nên một cái những cái điểm nhấn cực kỳ tinh tế. Vàng này là vàng thật đó các anh chị. Thường thì người Nhật họ dùng vàng 20, 22k để họ mạ lên những cái sản phẩm này. Rất là đẹp. Tô này nó được chế tác hoàn toàn thủ công. Tôi thấy vàng này nó phủ ra cả bên ngoài này. Tạo điểm nhấn rất là độc đáo. Và ở đây chúng ta thấy nè, ấn triện rất là rõ ràng. Cái tô này cái cốt nó cực nặng. Tô này bên ngoài nó độc đáo hơn trong hình rất là nhiều. Tô này cao 6. Đường kính là 21 năm, mã sản phẩm là H20, giá 350k. Chúng ta thấy những cái sản phẩm mà họ mạ vàng đó là những cái sản phẩm phải rất là giá trị và quý, cho nên người Nhật họ mới dùng vàng để họ mạ lên. Người Nhật thì họ rất là tiết kiệm, cho nên họ sử dụng cái gì nó cũng phải có cái mục đích rất là rõ ràng. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái tô, cái này thì gọi là cái tô cũng được, nhưng mà nếu đúng chức năng của cái này đó thì nó là cái cha quan. Cái cha quan tức là cái chén trà dùng trong trà đạo. Cái cha quan mùa hè, cái dáng này là cái cha quan mùa hè với cái đáy nhỏ, cái miệng le. Thật ra đó, thì ở Nhật nó có những cái cha quan nó dùng cho những cái lễ hội trưng bày. Những cái cha quan dùng để trưng bày, hay là những cái cha quan dùng cho lễ hội, hoặc là những cái cha quan dùng cho những cái võ sĩ sumo. Ở Nhật thì những cái võ sĩ sumo họ gọi là những cái người họ rất là được tôn trọng. Theo quan niệm của người Nhật thì sumo là những cái người là giao tiếp với các vị thần, tức là họ giống như sứ giả của các vị thần vậy đó. Do Nhật họ theo thần đạo cho nên họ rất là tôn trọng những cái võ sĩ sumo. Đó là một trong những cái môn thể thao có lịch sử rất là lâu đời, hơn 1.000 năm, không thay đổi cái quy chế. Cái cha quan này nó thuộc cái dòng sản phẩm xưa nè, rất là đẹp. Đây chúng ta thấy nè, lòng là nó khắc cái chữ phúc, xin lỗi, cái chữ thọ, và xung quanh đó nó vẽ quy hạt, vẽ quy hạt với cái chiều lần ngược với cái chiều kim đồng hồ. Chúng ta thấy giống như cái hình những con chim lạc đó ở trên trống đồng của Việt Nam đó, thì nó cũng ngược với cái chiều của kim đồng hồ. Đây chúng ta thấy cái ấn triện chữ ký của nghệ nhân. Dĩa này nó, cái này nó thuộc là cái cha quan chứ không phải là cái tô nha các anh chị. Nó là cái cha quan cho những cái nghi lễ hay là cho những cái võ sĩ sumo. Bên ngoài nó quét cái dấu thiền rất là tinh tế. Cái này thì bên ngoài nó mất cái màu thời gian rất là rõ, nó thuộc dòng sản phẩm xưa. Cao 6.5, đường kính 20.5, mã sản phẩm là H21, giá 350k. Rất là hiếm gặp những cái cha quan to như thế này. Tiếp theo là một cái siêu phẩm. Một cái tô gốm Kiyoyaki xưa rất là đẹp, cực to. Thì do cái chúng ta nó to quá, chúng ta gọi là cái tô,
Nhưng mà thật ra những cái này nè thì ở Nhật nó cũng gọi là cha quan nè, cha quan đại. Những cái cha quan này nó dùng để trưng bày trong những cái lễ hội hay là sử dụng cho những cái lễ hội đó. Nó to lắm, nó to hơn cái tô mà cái tô canh mà cỡ size đại của chúng ta nhiều, rất là to, như cái chậu hay là cái thau vậy đó các anh chị, to lắm. Trên thân nó vẽ những cái hoa đào và những cái đóa hoa đào. Kiyoyaki là một cái dòng gốm cổ của Nhật. Trước đây cái dòng này nè nó phục vụ cho cung đình Nhật Bản khi mà thủ đô của Nhật Bản nó còn nằm ở Kyoto đó. Kyoto tức là thủ đô Kyoto, cố đô. Cho nên đây là một cái dòng gốm rất là cao cấp, với cái nét đặc trưng là những cái hoa văn rất là tinh tế và cái men rạng này, chúng ta thấy nè, cái men rạng của nó, cái màu men của nó đó, nó trắng hơn so với cái men của Satsuma. Họa tiết nó được vẽ hoàn toàn thủ công. Và Kyo là một cái dòng gốm rất là cao cấp, chúng ta thấy những cái chén trà mà Tuan đó, Kyoyaki đó, thì cái giá trị nó rất là cao. Rất là hiếm gặp cái tô nó to như thế này. Ở đây chúng ta thấy nè, hai bên cái tô này nó có cái vết ấn nè, là chỗ mà giống như người ta để cái ngón tay vào đây nè, khi mà chúng ta bưng đó, nó tạo nên cái cảm giác chắc chắn, và nó chắc chắn thật sự khi mà chúng ta rất là khó để vuột tay, nhưng mà chúng ta đặt cái ngón tay trỏ vào cái ngón tay cái vào đây nè, để khi bưng cái chao anh đó, chúng ta thấy men nó thấm cái màu thời gian rất là rõ, rất là đẹp. Cốt nó chuẩn xưa, cốt già, rất là đẹp. Tô này nó cao 10.5, đường kính là 25, nó tương ứng với cái dòng thân rất là to. Nếu mà đường kính là 25 thì cái dòng thân nó 77 đó các anh chị, rất là to. Mã sản phẩm là H22, giá 1.200.000. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái thố ở ở miền Nam, miền Tây gọi là cái thố. Này thì nó giống như cái nồi vậy đó các anh chị, nhưng mà con cái là nó không có nấu được. Cái này thì thường ở Nhật đó thì shop hay thấy là họ dùng để họ đựng cơm, đựng cơm trên những cái bàn tiệc trang trọng đó, hay là để đựng súp trên những cái bữa tiệc trang trọng, rất là đẹp. Cái thố này nó thuộc cái dòng mà Marumitu China, tức là sứ ma của Marumitu China. Trong cái tiếng chuyên môn đó, thuật ngữ chuyên môn nó là sứ, để nó phân biệt với porcelain là gốm. Do khi mà ở châu Âu đó, những cái sản phẩm sứ đầu tiên đó là nó đến từ Trung Quốc, cho nên trong tiếng Anh cái từ China trong thuật ngữ chuyên môn của gốm sứ nó là sứ, để phân biệt với gốm là porcelain. Cái dòng này nó thuộc cái dòng xà cừ nè. Cái dòng này thì nó khá quen thuộc với người Việt chúng ta, nhưng mà người Việt chúng ta đó đa số là chúng ta chỉ tiếp xúc được với cái dòng xà cừ do China sản xuất, do Trung Quốc sản xuất. Nhưng cái dòng này là của Nhật nè, chánh tông là cái dòng xà cừ của Nhật nè. Cái dòng này nó có hai dòng, cái dòng Osashi nè và cái dòng này. Cái dòng Osashi nó sản xuất vào cái thập niên là 1932 đó. Còn cái dòng này nè, thường thì nó sản xuất bằng cái thập niên 60. Ở đây chúng ta thấy nè, là cái nắp, trên cái nắp nó vẽ hoa hồng rất là tinh tế. Hai bên cái tay cầm nó được mạ vàng, trên nắp nó cũng được mạ vàng. Cái màu xà cừ là một cái màu rất là khó làm, cực kỳ khó làm. Rất là khó chế tác. Xà cừ là một cái dòng rất là khó chế tác, cho nên rất là hiếm gặp những cái sản phẩm xà cừ.
và cái sản phẩm này nó còn mới mới nguyên, chưa sử dụng. Tính luôn cái nắp á, thì nó cao là 13 năm. Tính tới cái vành nó cao 9.5. Đường kính của cái thân, đường kính của cái miệng là 19 năm. Đường kính thân nó to hơn. Cái dòng thân nó là 67 năm. Cái mã sản phẩm là H23, giá 1.200.000 trên một cái. Cái này shop chỉ có hai cái thôi. Rất là hiếm gặp cái sản phẩm xà cừ mà nó còn đẹp như thế này. Do cái dòng sản phẩm xà cừ đó là nó sản xuất vào cái thập niên 60, nhưng mà cái này có thể là nó được chủ nhân họ họ trưng bày, họ không sử dụng, cho nên nó còn mới nguyên, rất là đẹp. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bình hoa đất nung. Cái bình hoa đất nung rất là đẹp, bình hoa Tokoname, Bokoname, Tokonem đó, rất là đẹp. Thường thì chúng ta hiếm gặp cái bình hoa, đa số là chúng ta gặp những cái ấm trà, những cái ly trà. Bình hoa thì chúng ta hiếm gặp. Bình này thì shop mua cách đây khoảng được cái lô này được khoảng 4 năm nay, nhưng mà shop mới có lấy ra được, do cái lúc trước nó bị dịch rồi nó kẹt lại đó. Rất là đẹp trên thân nè, nó tạo hình nè, rất là đẹp, cốt dày nặng. Cái bình này mà các anh chị bày chung với những cái ấm trà đó, những cái ly trà đó thì rất là hợp luôn. Bình này nó cao 16, đường kính miệng là 7.5, dòng thân là 48 năm, mã sản phẩm là H24, giá 450k trên cái. Shop có 5 cái, shop có 6 cái, cho nên các anh chị nếu mà chúng ta có thể là mua cặp đó, mua chúng ta trưng theo đôi đó thì nó rất là đẹp. Tiếp theo là một cái siêu phẩm, một cái bình hoa, một cái bình men lam, một cái bình men lam cổ. Cái này thì các anh chị hay gọi là cái nậm, các anh chị hay gọi là cái nậm nè, các anh chị mà chơi đồ đồ cổ đồ xưa đó hay gọi là cái nậm. Cái nậm này thì nó cổ rồi, chứ không phải là xưa nữa, cổ thì nó đúng hơn. Chúng ta thấy đó, cái màu thời gian nó rất là rõ rồi. Đây cái màu men cổ nè, rất là đẹp, và chúng ta thấy là cái màu thời gian nó hiện rõ trên cái sản phẩm này. Trên thân thì những cái nốt ruồi nè, những cái vết mà nốt ruồi này là do cái vết oxit sắt đó. Trên những cái sản phẩm thật sự sâu tuổi nó mới có những cái dấu vết này. Tôi thấy nè, rất là cổ luôn, cực kỳ sâu tuổi. Đây, ở dưới đáy nó có cái vết tróc men tự nhiên, do cái quá trình mà khi mà để trên cái bàn mà người ta phủ men đó rồi lấy lên đó, nó bị tróc như vậy chứ không phải là nó bị tác động vật lý. Thì chúng ta thấy cái đáy nó nè, cực kỳ sâu tuổi. Cái nậm này to, nậm này nó to, rất là đẹp. Nậm này nó cao 28 năm, gần 29 rồi đó các anh chị, là cũng dạng là cao đó. Đường kính là miệng là 4.5. Cái dòng thân là 51, mã sản phẩm là H25, giá 1.500.000, tức là 1.500.000.
triệu 500 ngàn. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bình hoa gốm rất là đẹp, cái bình hoa gốm cực đẹp. Bình này thì cái kiểu men đó nó giống cái dòng Sino, nhưng mà nó không phải, nó cái này nó giống những dòng Mino đó các anh chị. Trên thân nó vẽ hoa rất là đẹp với cái kiểu men nhìn rất là ấn tượng, cái dáng cũng hay nữa. Cái dáng này nó thể hiện cho cái sự ấm no đầy đủ với cái kiểu men nhìn rất là ấn tượng, cực kỳ ấn tượng. Thì chúng ta thấy nè, kiểu men nhìn rất là ấn tượng và cái màu sắc cũng vậy, rất là độc đáo. Đáy có ấn triện rất là rõ nè, đáy được phủ men nhìn rất là hay, cốt dày nặng, men cực chất. Những cái bình này thì nó còn mới, chưa sử dụng. Bình này nó cao 14, đường kính miệng là 8, dòng thân là 45, mã sản phẩm là H26, giá 350k trên cái. Cái sản phẩm này thì shop may mắn là sở hữu được 10 cái nè, sở hữu được 10 cái, cho nên các anh chị mà muốn mà trưng cặp đó thì các anh chị mua đôi á, mua cặp thì nó sẽ rất là hay. Bình này chúng ta trưng cặp thì rất là đẹp. Mã sản phẩm là H26, giá 350k trên cái. Phiên bán hàng phần 2 của ngày 10 tháng 10 đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý khách đã theo dõi và ủng hộ. Xin chân kính chào, và ngày mai thì shop sẽ lên clip vào lúc 19:30. Mời các anh chị đón xem. Xin trân trọng cảm ơn.